Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Vậy ngày hôm nay thì đã bắt đầu sang một năm mới, một cái Tết dương lịch và đầu năm mới thì em cũng xin chúc toàn thể cô bác anh chị sang năm mới một sức khỏe dồi dào. Bởi vì hôm nay thì thực ra nói thì cái Tết Nguyên đán cũng sắp cận kề và cái Tết hôm nay là cái Tết dương lịch thì cái Tết của toàn thể thế giới, và ngày hôm nay thì em cũng xin chúc lời đến tất cả cô bác anh chị sang năm mới nhiều sức khỏe và làm ăn gặp nhiều may mắn hơn năm trước. Vậy buổi chiều ngày hôm nay thì em lại đăng hai chiếc bếp từ Nhật nội địa. Hai chiếc này thì khá là mới rồi thì em cũng không phải nói gì nữa. Đấy, một con Hitachi và một con này Toshiba, đấy là hai cái thương hiệu của bếp dòng bếp từ Nhật nội địa size 60. Những con bếp như thế này thì về tính năng thì cả hai bếp luôn nhé các nha, đều có hai từ và một hồng ngoại và thêm một cái bên dưới là một lò nướng. Công suất con này thì chạy có khoảng 1.200W đấy, ăn cực kỳ điện, tiết kiệm điện. Đấy là cái tính năng nổi bật của dòng máy bếp từ cũng như tất cả các loại về hàng nội Nhật nội địa đồ gia dụng. Bởi vì cái thời điểm cũng là sắp cận kề Tết nên là bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay để làm sao để lắp đặt cho cái căn bếp nhà mình thêm một cái bếp, dù hay bếp từ hay bếp ga hay là bếp điện thì những cái như này cũng thiên về các nhà, những mọi người đều duy tâm là bếp là lửa, và cái điều mong muốn nhất một năm mới thì chúng ta mang đến cho được gia đình gặp thêm tất cả những cái lọn lửa thì chúng ta làm ăn rất là gặp nhiều may mắn. Đấy. Thì hình thức hai con bếp này thì em cũng đã nói rồi, hai rất là đẹp nên là các bác nhanh tay, bởi vì thời gian bây giờ cũng là rất cập dập rồi, cũng chỉ còn độ khoảng 20 ngày nữa thôi thì chúng ta lại đón một cái Tết Nguyên Đán, một cái Tết mới với tất cả mọi người trên toàn thể đất nước Việt Nam cũng như là tất cả những nước nào mà Đông Nam Á chúng ta đang có những cái Tết cổ truyền. Vậy thì nên bác nào có nhu cầu hãy liên hệ nhanh nhé. Vâng, em xin chào các bác.